Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm giữa tuần trên kênh chứng khoán Chiến Binh trên từng có Sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán như các anh chị em cũng đã rất quen thuộc rồi. Ở kết thúc một phiên giao dịch thì Hùng sẽ có một bản tin để chúng ta view lại bộ ba tham số chung của thị trường gồm chỉ số VN Index, chỉ số VN30 và chỉ số phá sinh để chúng ta đánh giá thêm uh, các cái nội dung, các cái diễn biến ở trong phiên và kết thúc một tuần giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin uh, video để chúng ta view lại toàn bộ diễn biến à. Uh, xu hướng của thị trường ở trong tuần đồng thời chúng ta sẽ là đi phân tích ở một số các cái danh mục cổ phiếu cơ bản thì tất cả những cái nội dung này thì đều được up lên trên kênh và các anh chị có thể đăng ký các cái kênh để chúng ta theo dõi thêm ở trong cái quá trình mà chúng ta đi phân tích đầu tư thì như thường lệ thôi nội dung của bản tin tuần này thì vẫn tuần từ phiên giao dịch ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 Phần thứ nhất là chúng ta sẽ view lại bộ ba tham số dung của thị trường ở trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì chúng ta tiếp tục phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng, một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản đúng không ạ? Và khi các anh chị lên tham gia thị trường thì gần như chúng ta đều tiếp cận được đến những cái mã cổ phiếu này. Và những cái ngành này uh, gồm một số các mã cổ phiếu trong ngành trụ, một số các mã cổ phiếu của ngành bất động sản công nghiệp, nhóm thép, uh, nhóm ngành bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Thì uh, các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của lê vì vậy nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng với một quan điểm xuyên suốt trong cái quá trình như hùng có chia sẻ với các anh chị em rồi chúng ta sẽ tổng hợp rất nhiều rất nhiều các cái nguồn thông tin mở ở trên mạng để làm sao đó chúng ta tổng hợp được những cái kiến thức những cái nội dung quan trọng nhất để áp dụng vào trong chính những cái 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 cái, cái tình huống đầu tư của chúng ta trong chính những cái gọi là cái điêu hoặc là những cái kế hoạch của chúng ta ở trong thời điểm hiện tại rồi ở trong tháng hiện tại rồi trong 3 tháng tới rồi trong uh, 6 tháng tới và trong một năm tới là chúng ta cần có những kế hoạch uh, ngắn hạn uh, trung hạn và dài hạn đó thì các anh chị có thể lưu ý uh, cái cách tiếp cận vấn đề như vậy để chúng ta uh, lựa chọn để chúng ta tìm ra được uh, những cái, cái 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 nguồn thông tin hoặc là chúng ta tìm ra được những cái phương pháp nó tốt nhất tối ưu nhất trong cái quá trình chúng ta giao dịch đầu tư Phần thứ nhất của bản tin tuần chúng ta sẽ bắt đầu view lại toàn bộ xu hướng thị trường ở trong tuần vừa qua. Chỉ số VN Index từ phiên giao dịch ngày 11 đến ngày 15 thì như các anh chị cũng nắm được rồi. Về cơ bản thị trường chúng ta chỉ có những điểm xanh nhẹ ở trong phiên và về mặt kỹ thuật thì kết thúc phiên đều là những cây nến giảm điểm. Các anh chị đều là những cây nến giảm điểm và đặc biệt là trong phiên giao dịch của ngày 14 ở cây nến ATC thì thị trường chúng ta đạp khá là mạnh Chính vì vậy nên nó đã tác động tiêu cực lên đến phiên giao dịch ngày 15 Tức là phiên kết tuần của ngày hôm nay Thế thì mở cửa tuần thì như Hùng đã có phân tích cho các anh chị rồi đúng không ạ à, Dự báo chỉ số VNI của chúng ta sẽ tiếp tục có những cái điểm kéo về Ở khoảng quanh vùng 1255 đến vùng 1257 Chính là phiên giao dịch của ngày 11 và nó sẽ đi test Và vùng test kỹ thuật thì à, chúng ta phân tích ở vùng 1239 đến vùng 1243 đến vùng 1245 thì trong phiên giao dịch của ngày 11, ngày 12, và ngày 13 thì về cơ bản là chỉ số VN Index của chúng ta đã thành công để giữ được cái vùng 1 chín điểm. Tuy nhiên cây nến ATC kết thúc phiên giao dịch ngày 14 ngày 14 tháng 11 thì đóng cửa phiên với một cây nến đỏ đặc. Đây là một cây nến sọt rất là mạnh và đây là một cây nến đỏ đặc anh chị và đây là một cây nến hammer đỏ đặc điểm đóng nến của cây nến giờ này sâu nhất ở trong cây nến giờ và nó cũng sâu nhất phiên. Đó và chính vì cái sự uh, sự gia tăng cái lực bán ở trong phiên ATC trong phiên giao dịch của ngày 14 Chúng ta nhìn thấy là lực cầu thì đã vượt MA21 đúng không ạ à, Trung bình MA21 ở đây à, Bước vào phiên giao dịch của ngày 15 thì cũng đã có dự báo là gì Với một góc độ kỳ vọng tích cực Có nghĩa là sau những cái thường thường có thể là có những cái tình huống là sau những cây nến đỏ đặc như này Thì chúng ta sẽ có gáp bồi ngay từ đầu phiên Tuy nhiên cây nến giờ đầu phiên chúng ta không có gáp bồi À, điều đó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là thị trường chúng ta không có biên để mà test test gap các anh chị nhá, không có biên test gap Và ngay lập tức thì uh, chỉ số VNI trong phiên giao dịch ngày hôm nay rơi gáp luôn và uh, nó tiến về đến uh, những cái vùng Mùng đã có phân tích dự báo cho các anh chị ở đây, đó chính là vùng 1220, vùng 1223 các anh chị 120 123. Thì cây đến giờ đầu phiên thì chỉ số VNI chúng ta tiệm cận đến vùng 1225 cây nến giờ thứ hai thì test đến vùng 1223 và cây nến giờ thứ ba kết thúc phiên sáng thì chỉ số VNI có thời điểm thủng qua vùng 1220 kịp rút chân trở lại à, trước khi có một cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ khá là tích cực nhưng cây nến à, kết thúc phiên ngày hôm nay thì lại là một cây nến à, kém tích cực các anh chị nỗ lực ở cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ thì cây nến từ 14 đến 15 giờ của chúng ta đã trả hết tất cả những nỗ lực ở trước đó Thế thì xét về chỉ số VNI ở đây thì các anh chị nhìn thấy là một sọc, một long, một sọc. Do đó thì có thể sẽ có một cây nến long ở ngay vào phiên giao dịch của ngày thứ hai Thì đó là kịch bản lạc quan và tích cực vì khi mà có cái những cái cây nến long như vậy á thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ có được cái vốn làm ăn. Các anh chị khi có những cây nến đẩy long như vậy chúng ta sẽ có được cái vốn làm ăn và kỳ vọng sẽ có những cái vốn đó. Để chỉ số VNI của chúng ta kéo về vùng 1223 đến vùng 1225. Rồi sau đó nó sẽ đi test và khả năng ở trong nhịp này các anh chị chúng ta phải dự phóng đến một cái kịch bản mà thị trường chúng ta sẽ test tích lũy chỉnh nền tạo đáy. Các anh chị nhớ nhá, test tích lũy chỉnh nền tạo đáy ở quanh vùng 1200 đến vùng 1205. Tức là khả năng cao thì trong nhịp này là thị trường của chúng ta sẽ có xu hướng các anh chị sẽ có xu hướng quay trở về đây và đây sẽ là vùng cân bằng mạnh của thị trường. Các anh chị lưu ý là như vậy. Do đó thì sau những cái điểm kéo gáp như vậy thì chúng ta sẽ dự phóng các cái điểm test của chỉ số VNI gồm có điểm 1215, 1210 và điểm 1205. Khả năng thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới, chỉ số VNI của chúng ta sẽ test đến quanh vùng 1210. Các anh chị nhá, test về quanh vùng 1210, tức là vùng 1210 cộng trừ hùng sẽ ghi ở đây là vùng 1210 cộng trừ 1210 uh, cộng trừ 5 điểm dự kiến với góc độ quan sát của cá nhân đồng lê thì Hùng dự báo rằng là vùng 1210 cộng trừ 5 điểm ở đây dự kiến sẽ là vùng cân bằng của chỉ số vn index và thị trường chúng ta sẽ dự kiến kết thúc chỉnh cung ở quanh vùng này đấy đấy là dự báo sớm ở trên bản tin tuần và kết thúc một phiên giao dịch thường sẽ có những cái bản tin để chúng ta phân tích thử xem với tín hiệu kết phiên à, của ngày hôm nay thì như vậy những cái phân tích dự báo của chúng ta nó đúng hay là nó sai và sau những cái điểm test tích lũy như vậy à tích lũy thành công thì cái vùng cản kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn ở đây các anh chị lưu ý đối với chỉ số VNI ở đây chúng ta có một cái kênh cản chéo trên mặt xu hướng ở đây thì trong quá trình phục hồi quay trở lại đây vùng 1230 đến vùng 1235 đây sẽ là vùng cản kỹ thuật của chỉ số này phân tích sang chỉ số VN30 thì à, phiên giao dịch của ngày 11 đúng không ạ ừ, cũng có những cái phân tích dự báo về mặt kỹ thuật đúng không? Và các cái điểm test của chỉ số VN30 ở trong tuần. Thì thứ nhất là ví dụ như là chúng ta test ở vùng 1307. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục ở vùng 1300 và khi vùng 1300 bị thủng đúng không ạ? Thì như vậy là hùng có phân tích cho các anh chị là gì? Ở vùng 1280 đến vùng 1285. Khi chỉ số VN30 của chúng ta bị thất bại ở vùng 1300 điểm thì chắc chắn là chỉ số VN30 chúng ta sẽ đi về đến vùng 1280 đến vùng 1285 và các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch của ngày à, ngày 14 ấy, đúng không ạ? Ở phiên giao dịch ngày 14 thì như vậy là chỉ số VN30 chúng ta chưa bị thất bại ở vùng 1285 điểm. Tuy nhiên bước vào phiên giao dịch của ngày hôm nay thì như vậy là thị trường của chúng ta mở gáp và cây đến giờ đầu phiên à, thì như vậy nó test về đến vùng 1280, thủng vùng 1280 thì chỉ số VN30 chúng ta tiếp tục lùi. Và với cách thức vận hành hiện tại trong phiên giao dịch của ngày 15 thì chúng ta sẽ nói đến điều gì cho những phiên giao dịch tiếp theo của tuần tới đúng không anh chị à, chúng ta phải có những cái dự báo sớm à, thứ nhất là chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta có một kênh cản chéo trên đường like à, đúng không ạ trên đường like về kênh cản chéo xu hướng là việc thứ nhất việc thứ hai là kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số uh, vn30 chúng ta sau khi test đến vùng 1280 và nó bị thất bại vùng 1280 ba uh, cây đến giờ phiên chiều thì hơi tiếc nuối một chút xíu đấy là cây đến giờ kết thúc phiên bản chất là cây đến giờ phiên sáng kết thúc phiên sáng nó đã có cái độ test và nó rút chân lên cây đến giờ phiên chiều thì từ 13 giờ đến 14 giờ thì chỉ số này quay trở lại được đến vùng 1280 nhưng cây nến giờ kết thúc phiên thì nó không đủ động lực không có đà để mà bật lên trên vùng 1280 và nó lại đánh mất tất cả những cái nỗ lực phục hồi ở trong cây nến giờ kết thúc phiên sáng cây nến giờ đầu phiên chiều và cây nến ATC thì gần như nó cũng đóng cửa vùng thấp nhất phiên và chỉ số VN30 ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay vẫn là một cái nến đỏ đặc đúng không ạ à, vẫn là một cái nến đỏ đặc và xu hướng ở trong tuần vừa qua thì như vậy là chỉ số vn30 của chúng ta đâu đó từ vùng 1 điểm và hiện tại đóng cửa tuần ở vùng 1.271 điểm à, mức giảm tương đối là sâu thì với cách thức hiện tại như này chúng ta kỳ vọng điều gì à đây nó có một cây đan à hai cây đan một cái sọc nên có thể là kỳ vọng ở 1280 ở chỉ số VN30 chúng ta sẽ có các cái điểm kéo gáp về đây ở phiên giao dịch thứ hai tuần tới sau đó nó sẽ đi test vùng 1270 điểm sâu hơn sẽ vùng 1265 và vùng 1260 nôm na à, chốt lại chung quy lại thì tuần tới vùng 1260 đến vùng 1265 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số VN30 chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá sau khi mà thị trường chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày 18 tháng 11 các anh chị nhá. Tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ đánh giá xem à như vậy tại cái vùng 1260 đến vùng 1265 thì thị trường đang như thế nào và đặc biệt là đối với anh chị em ở trong team của cá nhân Hùng Lê thì Hùng đã có những cái cập nhật uh, GM Time trực tuyến các anh chị có những cái biến gì thì Hùng sẽ cập nhật trực tiếp lên uh, trên trên các cái nhóm để chúng ta uh, có thể cập nhật được luôn và tích lũy thành công trong thời điểm ngắn hạn tích lũy thành công thì chỉ số VN30 chúng ta sẽ có vùng cản thuật ở đây vùng 1295 đến vùng 1300 bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số vn30f1m hay còn gọi là chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua thì đối với chỉ số này có phân tích cho các anh chị ở trên chạc kỹ thuật m5 à, bước vào phiên giao dịch ngày 11 thì chúng ta dự báo là gì phá sinh có thể có những cái điểm kéo về quanh vùng 1328 sau đó thì nó sẽ đi test các vùng mục tiêu à, vùng mục tiêu 1318 đến vùng 1320 thủng vùng 1318 thì chúng ta phải tính toán đến vùng 1305 phòng vùng 1300 thì Như cũng đã có phân tích cho các anh chị ở trong các bản tin hàng ngày đúng không ạ? Khi vùng 1300 mà bị thất bại thì chắc chắn là phá sinh của chúng ta sẽ về đến vùng 1280 đến vùng 1285. Và chúng ta sẽ nói sâu hơn ở trong phiên giao dịch của ngày 15, chính là phiên giao dịch của ngày hôm nay. Thì bước à, sau khi mà kết thúc phiên giao dịch của ngày 14 đó đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là phá sinh của chúng ta đóng cửa ở si soát ở khoảng quanh vùng 1293 điểm ở đây thì có dự báo là gì dự báo vào phiên ngày hôm nay thì phá sinh sẽ tiếp tục có các điểm kéo kỳ vọng các anh chị kỳ vọng kéo rồi mới test bởi vì khi nó kéo nó test kéo rồi thì nó quay lại nó đạp thì nó có vốn để nó làm ăn nhưng mà trên thực tế thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó không kéo được về có gáp ở đầu phiên mà vào phiên giao dịch thì như vậy phá sinh của chúng ta test luôn và nó test về vùng một hai và điểm sâu hơn vùng một hai đến vùng một hai thì các anh chị thấy là cây nến từ 13 giờ bản chất ở trong phiên sáng thì có thời điểm là chỉ số phá sinh chúng ta thủng qua vùng một hai À, tuy nhiên nó cũng kịp phục hồi à, trước khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch buổi sáng. Phiên chiều thì phá sinh chúng ta có lực phục hồi nhẹ lên vùng 1285. Tuy nhiên lên đến đây thì thị trường của chúng ta lại lại không có động lực các anh chị. Rất là tiếc nuối. Thực ra là cái cây nến từ uh, cây nến kết thúc phiên đi, chúng ta là cây nến kết thúc phiên của ngày hôm nay. Uh, VN30 và phá sinh của chúng ta nếu trong trường hợp đóng cửa trên vùng 1285 điểm thì ở uh, tuần tới nó khá là nhẹ nhàng. Uh, tuy nhiên là lại thất bại vùng 1285 và lùi khá sâu khá sâu về đến vùng 1 điểm và chúng ta tiếp tục có một cái điểm giảm ở trong phiên ATC và chung quý lại thì trong phiên giao dịch của ngày hôm nay như vậy là phá sinh tiếp tục ép từ vùng 1.295 về đến vùng 1 điểm tức là phá sinh cũng bị âm khoảng 20 điểm ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay đấy là một bước giảm điểm rất là mạnh thì với cái cách thức vận hành hiện tại như này thì chúng ta thấy rằng là phá sinh vẫn đang nằm ở trong một cái kênh xu hướng sọt cho nên nó cũng rất là khó cho thị trường chứng khoán cơ sở dự báo vào phiên giao dịch của ngày 18 thì như vậy là chỉ số phá sinh sẽ có cái điểm phục hồi và các cái điểm phục hồi đó thì ở đây các anh chị nhé chúng ta phân tích ở vùng 1280 đến vùng 1285 thì trong cái quá trình phục hồi thì có thể là nó sẽ hồi lại được ở khoảng quanh vùng 1283 đến vùng 1285 rồi sau đó nó sẽ test và xu hướng tuần tới xu hướng tuần tới các anh chị lưu ý phá sinh sẽ hướng về ở khoảng quanh vùng 1270 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 1265 đến vùng 1267 Và chúng ta cần tính toán những cây nến M5 Những cây nến M5 này nó có đặc tính gì? Dâu nến dưới có thể test về đến vùng 1260 Và các cái điểm đóng nến thì chúng ta kỳ vọng là gì? Nó sẽ rút chân lên, à, đẹp thì nó sẽ rút được lên trên khoảng quanh vùng 1267 Các anh chị 1265, 1267 ở đây Nôm na là chúng ta cần xuất hiện nhiều cây nến kiểu kiểu như thế này đó đó và đó sẽ là những cây nến hết sức là quan trọng các anh chị nhé đây sẽ là những cây nến hết sức là quan trọng đó để chúng ta à, xem thử xem là à, khi mà à, khi mà phái sinh của chúng ta về đến quanh vùng một nghìn điểm ở đây thì chúng ta có những cái tín hiệu à, phục hồi không à, đó đó là một trong những cái yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng của thị trường ở trong tuần mới và trong quá trình phục hồi thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ à, vùng 1280 đến 1285 là vùng hỗ trợ thì bên này nó sẽ trở thành vùng cản và ở đây nó có một cái vùng cản chéo nho nhỏ vậy thì khi chỉnh về và à, phục hồi đúng không chỉnh xong và phục hồi và nó kéo về đây thì chúng ta xem thử các cái động thái à, các cái động thái tạo lập của phá sinh ở quanh vùng mươi à, 1285 đến khoảng quanh vùng 1290 à, tại đây thì chúng ta đánh giá thêm là, à, xem thử là à, như vậy là khi về đây thì phá sinh của chúng ta có động lực có động lực để mà vượt qua được cái vùng cản chéo này không rồi cung cầu như thế nào rồi tất cả mọi thứ như thế nào thì như vậy là gì các anh chị chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, chúng ta quan sát thêm và uh, GN tham trực tuyến các anh chị nhé sẽ là những yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng để giúp cho chúng ta uh, tiếp tục phân tích và đánh giá cái xu hướng phục hồi của chỉ số vn 30 f 1 m bây giờ thì chúng ta nhìn một chút xíu về cái cách vận hành của chỉ số vn index ở trên sạc kỹ thuật ngày thì ở đây các anh chị lưu ý này như vậy là gì như vậy là chúng ta cũng <laughs> có một cái hành trình tương đối là dài đối với chỉ số vni À, bắt đầu từ tháng 1 của năm 2024 nó có một cái điểm ở quanh vùng 11 à, đây là khoảng quanh vùng 11 bao nhiêu nhỉ 1170 à Đó à, 1170 rồi chúng ta tiếp tục có một cái điểm ở đây ở đây nó chiếu sang ngang đây là khoảng quanh vùng 1175 ở đây chiếu chiếu sang đây là sẽ khoảng quanh quanh vùng 1190 anh chị 1190 và đến thời điểm hiện tại đến thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là có một nhịp đạp về vùng 1240 và à, à, 1239 và điểm này đây là một nhịp thứ hai đạp về vùng 1239 và điểm này thì như vậy là chúng ta cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ chúng ta có hai cây nến kết tuần với à, lực bán mạnh đây là những cây nến hammer đỏ đặc với lực bán mạnh nhất phiên à, nến đóng cửa sâu nhất phiên và đây đang là những <laughs> cái tín hiệu kỹ thuật à, tương đối xấu của thị trường và nhung đã có phân tích rồi trong trường hợp nếu như chỉ số VNI của chúng ta bị thất bại vùng 1239 chắn nó sẽ về đến vùng 1220 và phiên ngày hôm nay thì chỉ số VN Index chúng ta đóng cửa vùng 1218. Như vậy là thủng qua vùng 1220 rồi các anh chị. Và đây một cây nến đỏ, đây một cây nến đỏ thì có thể sẽ tiếp tục có những cây nến đỏ và chúng ta sẽ không thể nào chống lại được xu hướng thị trường. Các anh chị lưu ý là như vậy, chúng ta không thể nào chống lại được. Do đó thì chúng ta chỉ có cách là nương theo xu hướng và nương theo xu hướng thì chúng ta cần phải bám sát thêm ở các cái diễn biến ở trong phiên cũng như các cái tín hiệu đảo chiều đảo pha ví dụ các anh chị nhìn thấy đây là một cây nến đúng không đây các anh chị ví dụ đây là một cây nến đỏ nhé cây nến này nhưng cây nến liền sau nó nó thất bại hoặc ví dụ đây là một cây nến đỏ thì đây là một cây nến xanh và chúng ta phải cần đến ba bốn cây nến liền sau đó để nó xác nhận về xu hướng thị trường thế thì còn một cái điểm kỳ vọng à, nho nhỏ điểm kỳ vọng nho nhỏ cho xu hướng tuần tới các anh chị lưu ý đó là vùng một hai các anh chị một hai tức là có thể nó sẽ có những cây nến à, kiểu 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 như thế này tức là nếu như thủng 1200 thì như vậy là không còn gì để nói nữa rồi à, nhưng có thể là có những kiểu nến búa các anh chị và cái mô típ của nó thì vẫn như vậy thôi các anh chị lưu ý đó và xanh à, râu nến dưới thì nó có thể ép về ở khoảng quanh đó nhưng cái câu chuyện là gì chúng ta cần những cây nến ngày và những cây nến ngày đó nó phải đóng được, nó phải vượt lại được và nó phải đóng được ở trên vùng. Các anh chị lưu ý, ở trên vùng 1205. Đây hình như là 1205. Đấy. Trên vùng 1205 tức là có thể là trong phiên nó có những cái điểm ép xuống nhưng mà phải rút chân lên. Chứ còn trong trường hợp mà 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 chỉ số VNI về đến đây mà ông lại ông lại táng những cái cây nến như này thì thôi. Thì thôi thế là hỏng rồi bởi vì khi mà nó xuất hiện những cây nến như này thì đồng nghĩa với việc là gì thị trường chúng ta không thể tạo đáy được ở quanh vùng 1200 đến vùng hai không năm không mà khi nếu như nếu như chúng ta xuất hiện những cây nến đỏ ngày như vậy thì à đâu đó thì chúng ta lại phải tính toán cái điểm sơ sơ ở dưới này các anh chị đó là khoảng quanh vùng 1160 đó vậy thì như hùng có nói là gì chúng ta không thể nào mà chống lại được xu hướng thị trường đâu các anh chị chúng ta cần quan sát thêm và các cái tín hiệu real time trực tuyến ở trong phiên đó là những cái tín hiệu rất là quan trọng và các anh chị chú ý đón xem. Nội dung thứ hai, à nội dung thứ hai cũng rất là quan trọng. Chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu cơ bản. Thì các anh chị nắm được cái xu hướng chung ở trong tuần vừa qua duy nhất chỉ có nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Duy nhất chỉ có nhóm ngành bất động sản khu nghiệp là nhóm ngành có xu hướng tích cực. Tích cực nhóm ngành cảng biển nữa nhưng mà cảng thì cũng không có phân tích hàng tuần duy nhất chỉ có nhóm ngành bất động sản công nghiệp trong danh mục chúng ta phân tích là có xu hướng thế còn lại tất cả các mã cổ phiếu gần như là bị phá hỗ trợ và chỉnh rất sâu cái chị nắm được như vậy và chúng ta sẽ đi view nhanh qua một số các cái nhóm ngành một số các cái mã cổ phiếu để chúng ta xem thử à với tín hiệu tại như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ làm gì và có những hỗ trợ nào trong trường hợp tích thành công hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ về đâu? Trong trường hợp phá hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ tiếp tục chỉnh giảm như thế nào? Đó là những cái câu hỏi và những cái câu gọi là những những cái cách để chúng ta tiếp cận vấn đề rất là quan trọng trong tuần giao dịch mới. Mở trong tuần chúng ta dự kiến điểm 64-64.5 thất bại luôn và khi cái vùng 64 bị phá vỡ thì các anh chị nhìn thấy là mở bị sọt khá là mạnh. Phiên cái tuần phiên ngày 15 hiện tại thì chúng ta đang thấy được cái điểm 50... 59 chấm 59.5 đến khoảng quanh vùng 60 khả năng thì tuần tới MWB sẽ tích lũy ở quanh đây. Tích lũy thành công thì mục tiêu sẽ phục hồi lại về vùng 62 trong trường hợp thủng vùng 59.5 thì có thể vùng 58.5 sẽ là cái biên hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu. Mansan ở trong thời điểm ngắn hạn thì cũng đang đánh giá cái khả năng tích lũy chỉnh cung chỉnh nền của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 70 đến khoảng vùng 70.5 ở trong tuần thì Ờ, trong tuần thì nhìn chung là Masan tích lũy khá là tốt trong cả tuần à, tuy nhiên phân phiên kết tuần thì nó hơi mất tay đặc biệt là cây nến giờ kết thúc phiên mặc dù là trong phiên thì nó đã có những thời điểm mà tích lũy ở khoảng quanh vùng 70.5 đến khoảng vùng 71 khá tốt nhưng cây nến giờ đóng phiên thì lại là một tiếp tục là một cây nến giờ đỏ đặc do đó tuần tới thì vùng 70, 70 5 à, chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng tích lũy chỉnh nền chỉnh cung ở đây tuy thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn Masan vẫn hướng về vùng 74 đến khoảng quanh vùng 74.5 cổ phiếu Vinamilk Vinamilk à, Vina thì chúng ta thấy rằng là ở vùng 65 đến vùng 65.3 đây các anh chị nhé thì chúng ta có dự báo và nó cũng tích lũy nó bám biên cả tuần đến phiên giao dịch ngày 14 thì như vậy là nó à, phiên phiên giao dịch ngày 14 nó vẫn đóng cửa được vùng 65 và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì Vinamilk bắt đầu có xu hướng chỉnh cũng mạnh đặc biệt là cây nến giờ kết thúc phiên lực bán khá là mạnh 1,4 à, suy 1,5 triệu cổ phiếu với một cây nến đỏ đặc đó đó tuần tới vùng 63 đến khoảng vùng 63.5. Ở đây chúng ta tiếp tục đánh giá khả năng tích lũy chỉnh cung chỉnh nền của cổ phiếu phục hồi. Vùng 65 đến khoảng vùng 65 là vùng cản. Ờ cổ phiếu BVH ở trong tuần thì khá là tích cực khi mà nó nó test vùng 45.5 đến vùng 40 à 44.5 đến vùng 44.7 các anh chị nhé Đó, đây, ở ngay từ phiên giao dịch ngày 11 thì nó rút chân lên. Đấy nó rút chân lên và nó suy sát tí nữa thì nó đạt được lên target kỹ thuật ở quanh vùng 46 ở đây là đã lên được đến vùng 45.7 đây này sau đó nó tiếp tục test À, vùng 44.5 đến vùng 44.7 nó phục hồi à, Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày 14 Thì nó cũng bị thất bại ở vùng 44.5 Và phiên ngày hôm nay thì nó test về đến vùng 43.7 Chính là cái mốc hỗ trợ ở trong phiên giao dịch của ngày 7 tháng 11 Ở đây chúng ta có những cây nến giờ test rút lên Test rút lên thì đây cũng là một tín hiệu khá là tích cực và lạc quan do đó tuần tới thì cái mốc mà chúng ta kỳ vọng ở đây nó sẽ là 43.7 đến khoảng vùng 44 có thể là BVH sẽ tiếp tục quay trở lại đây và quay trở lại tích cực uh, test công trình nền thì như vậy trong thời điểm ngắn hạn thì Hùng sẽ tiếp tục uh, dự phóng cái tác kỹ thuật à, uh, vùng ngã kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 45.5 đến khoảng quanh vùng 46 cổ phiếu ri à, uh, chúng ta sẽ xem xu hướng của ri xem nào à trong tuần ở đây vùng 64 vùng 64 đến vùng 64.2 khá là tích cực các anh chị nhá. Phiên giao dịch ngày 11 thì nó test về đây và có xu hướng phục hồi. À, target tuần ở vùng 66.5 thì nó lên được vùng 66 và nó bay quay trở về backtest phiên ngày 15 thì nó cũng đang tích lệ khá là đẹp ở vùng 64.5 đến khoảng quanh vùng 64.7. Với xu hướng hiện tại như này thì chúng ta sẽ kỳ vọng tuần tới thì nó vẫn ở biên này thôi và test vị thành công thì target mục tiêu ờ vẫn không có gì thay đổi cả. Vùng 65.5 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là bất động sản khu nghiệp thì đối với cây bất động sản khu nghiệp khá là tích cực ở trong giai đoạn vừa qua khi mà tổng thống Donald Trump quay trở lại nhà trắng và dự kiến thì ông sẽ chính thức làm việc đâu đó khoảng tầm từ 20 nhỉ, 20 tháng 1 của năm 2025. Và 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 điều đó đã giúp cho nhóm ngành bất động sản khu nghiệp có những cái tác động khá là tích cực. À trong cái thời gian sau khi mà kết quả công bố chính thức được up lên. KBC ở trong tuần chúng ta dự kiến cái điểm 28.3 test tích lũy và mục tiêu sẽ hướng về vùng cản 30. À đối với KBC thì chưa đạt được đến vùng 30 các anh chị, nó chỉ lên được đến vùng 29.7 thôi. Tuần trước nó chạm vùng 29.7 rồi nó xoạc. Và tuần này thì nó cũng liên tục ở à, đây là một phiên à, nó công 29.7 và phiên ngày hôm nay cũng như vậy, nó công vùng 29.7 nhưng nó vẫn bị thất bại. À, tất nhiên là nếu mà xét về tổng quan của cả thị trường thì nhóm cây của bất động sản công nghiệp vẫn đang là tích cực nhất, đúng không? Thế thì tuần tới ở vùng 28.5, 28.7 và vùng 29 nha. Kỳ vọng sẽ test đi thành công ở đây. Mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn là vùng 30 đến vùng 31. SZC uh, SZC cũng là một mã cổ phiếu rất là hay ở trong uh, nhóm ngành bất động sản công nghiệp và thường xuyên hùng lui tới và hùng thường xuyên phân tích và thậm chí là thường xuyên uh, chiến đấu cái mã cổ phiếu này thì sau một cái giai đoạn nó tích lũy tiền khá là tốt từ phiên giao dịch ngày 6 cho đến ngày 8 đúng không ạ uh, và như hùng có phân tích là gì tuần này thì khả năng SZC sẽ đánh lên vùng 43 thì các anh chị nhìn thấy là nó tiếp cái đà hưng phấn của tuần trước thì uh, như vậy là phiên giao dịch ngày hôm nay thì có thời điểm là lên đến vùng 43.5 Tức là chính thức hoàn thành target tuần 43 trên 43 nó có biên test và vùng 41.3 đến vùng 41.5 Đây test một điểm, đây test mấy điểm liên tục Và sau một cây nến đẩy mạnh này Thì nó có một cây nến back test Do đó tuần tới ở khoảng quanh vùng 41.5 đến khoảng quanh vùng 42 Chúng ta kỳ vọng ở đây thì như vậy là SSC sẽ quay trở về chỉnh cung test nền tích lũy Và đặc biệt là khi chỉ số VNI chúng ta phục hồi à, tạo đáy xong thì như vậy là cây của bất động sản khu nghiệp dự kiến sẽ là một cái cây rất là hay thì chúng ta có vùng cảng kỹ thuật tiếp theo Uh, 44 và break được cái vùng 44 thì khi đó đâu đó thì FJC sẽ xây lên khoảng vùng 45.5. VGC khuyến nghị đầu tư, khuyến nghị mua các anh chị và cái cây của nó ở trong thời gian này cũng khá là tốt khi mà à dòng tiền cũng đã có những cái sự uh, tăng vọt từ phiên giao dịch ngày 6 tháng 11 cho đến thời điểm hiện tại. Trong tuần này thì cũng có dự kiến là điểm test kỹ thuật ở vùng 42 42.2 các anh chị nhìn thấy là uh, phiên giao dịch của ngày 11 rồi, phiên giao dịch của ngày 13 SSC, uh, VGC quay trở về test hỗ trợ và bật lên uh, về xu hướng kỹ thuật ở trong tuần này. Ta cách kỹ thuật tuần 44 trên 44 thì cổ phiếu đã có thời điểm đạt được đến vùng 44.7 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì tiếp tục kéo lên vùng 44.5. Uh, ở đây thì cái cách thức vận hành của nó khá là tốt ở đây nó khá là tốt, tức là quanh cái biên ở đây là biên 43 đến khoảng vùng 43.3 các anh chị nhé đến khoảng vùng 43.5 kỳ vọng vào trong tuần tới thì như vậy là gì à, cổ phiếu ESC sẽ có những cái điểm à, VGC sẽ có những cái điểm test tích lũy quanh đây mục tiêu vẫn là vùng 45.5 đến khoảng quanh vùng 46 IDC thì um, con này như có phân tích rồi gọi là ai có thì cân chứ còn hùng không có khuyến nghị nhiều đến IDC bởi vì cái con này thì các anh chị đầu tư ở góc độ trung và dài hạn thì được chứ các anh chị đầu tư ở ngắn hạn thì nó sẽ rất là khó để mà lướt lát đối với em này. Trong tuần ở vùng 56.3 56.7 có luôn các anh chị, 56.3 56.7 target 1 ở vùng 58.5, target 2 ở vùng 60 đến vùng 60.5 thì nó suy soát là chạm đến cái vùng cản kỹ thuật ở đây vùng 58.5 và bắt đầu nó quay trở lại chỉnh cung. phiên ngày 15 thì nó test ở vùng 54 năm đến vùng 55 năm khá là đẹp hai cái nên giờ phục hồi như thế này là khá là ổn rồi do đó tuần tới sẽ là quanh vùng 55 cộng trừ 0.5 à, cái chị 55 một trừ 0.5 đi vào đây kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thôi thì như vậy là gì cây của bất động sản vẫn ổn à, bất động sản công nghiệp vẫn ổn 5 triệu năm cộng trừ 0 triệu năm thì à, mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta lại tiếp tục hướng cả kỹ thuật của nó ở đây là vùng 58 đến khoảng vùng 58.5 Nhóm ngành mình chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì à, đối với thép ở trong tuần vừa qua à, có sự phục hồi à, khá là tích cực ở trong phiên giao dịch ngày 11 ngày 12 à, tuy nhiên ba phiên kết tuần thì nó tương đối là xấu HPG trong tuần chúng ta phân tích dự kiến điểm chỉnh cung kỹ thuật 26.8 đến vùng 26.9, Tác các kỹ thuật tuần ở vùng 28 thì như vậy là nó lên được đến vùng 27.9. Các anh chị còn 0.1 nữa thôi thì nó sẽ chạm được cái tác các kỹ thuật ở vùng 28 và tại đây thì động lực của thị trường cũng như động lực cổ phiếu không đủ cho nên là Hòa Phát đã bắt đầu có xu hướng chỉnh cung và chỉnh cung thì trong phiên giao dịch của ngày 14 nó ép khá là mạnh ở trong cây ATC và chính vì cái cây ép này cho nên đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là gì hòa phát tiếp tục xấu và chúng ta tiếp tục có một cây nến bán mạnh ở cây atc tức là nhà đầu tư không đủ kiên nhẫn để à, giữ cổ phiếu đúng không phiên ngày hôm qua thì chạm vùng 26.3 và phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là mất vùng 26.3 và với cách thức vận hành hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ có hai cái, cái cái kịch bản để báo một là sẽ test về 25.8 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 25.5 ở trong tuần tới thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ quan sát thêm uh, các cái góc độ các cái cách mà tạo lập khi mà cổ phiếu lùi về đến vùng 25.5 đến vùng 25.6 ở đây uh, xem thử có phục hồi hay không uh, cái cách thức như nào đó thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, dự phóng test tư lũy thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thì như vậy là hóa phát lại phải uh, gồng mình để bắt đầu uh, phục hồi quay trở lại ở khoảng vùng 27, 27 2 đến khoảng quanh vùng 27.4 đấy các anh chị nhé và trong cái quá trình phục hồi thì như vậy thôi vì đây là vùng đây sẽ là những cái vùng cản ngắn của hòa phát cổ phiếu Nam Kim NKG ở đây chúng ta cũng đã có những cái sự phân tích ở trong tuần vừa qua đối với vùng hỗ trợ kỹ thuật của Nam Kim ở khoảng quanh vùng 21.1 đến vùng 21.2 xét về kỹ thuật thì như vậy là tích lũy thành công vùng này thì mục tiêu vùng 22 và trong tuần thì nó lên được đến điểm mắc ở đây điểm mắc ở đây là nó lên được đến vùng 21.8 các anh chị còn 0,2 nữa thì nó sẽ hoàn thành được cái target ở vùng 22 và sau đó thì nó tiếp tục quay trở lại test vùng 21.1 gãy vùng 21.1 các anh chị để ý là khi các mã cổ phiếu gãy vùng hỗ trợ à thì nó bị sọc rất là mạnh đây các anh chị đó cây ATC và tiếp tục một cây ATC nữa như vậy thì hiện tại thì Nam Kim đang có Vùng hỗ trợ kỹ thuật 18.8 đến vùng 19.1 tuần tới Thì các anh chị em và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm Các cái động thái tạo lập trong trường hợp mà Nó về đến vùng 18.8 Thì nó có thể xuất hiện tín hiệu đảo pha Hoặc cá biệt Cá biệt thì nó sẽ xuất hiện cái kiểu mô típ nến Các anh chị hiểu đúng không ạ Cái kiểu mô típ nến này thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị rất nhiều rồi Có thể nhún về quanh vùng 18.5 Nhưng mà sau đó thì chúng ta cần các cái cây nến giờ rút chân lên Ở trên vùng 18.8 Cổ phiếu Hoa Sen ở trong tuần cũng chỉnh giảm khá là mạnh khi mà cổ phiếu này bị mất mất các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật. Mất các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật. Ở đây thì chúng ta có phân tích các cái điểm hỗ trợ của 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 Hoa Sen ở đây các anh chị nhé. đó là vùng 20.1 đến vùng 20.2. Thì về cơ bản là đến phiên giao dịch ngày 14 nha. bắt đầu vào phiên giao dịch ngày 14 thì như vậy là Hoa Sen bị mất cái điểm 19.8 đấy các anh chị, chính là cái điểm 19.8 ở trong tuần trước cũng là một cái điểm rất là quan trọng và đến tuần này. Và đến tuần này thì nó bị mất phiên giao dịch ngày 14 thì nó bị mất cái điểm 19 tám với một cây nến ATC uh, ép rất là mạnh và hiện tại thì cây nến ATC trong phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục chỉnh, do đó thì tuần tới uh, xu hướng của Hoa Sen sẽ hướng về quanh vùng 18 18.4, 18.2 18.4 ở đây. Ở đây thì khả năng là Hoa Sen sẽ bắt đầu có cái động thái để tích lũy chỉnh cung chỉnh nền và tích lũy nền ở đây tiêu tích lũy thành công thì vùng 19.8 đến khoảng quanh vùng 20 nó lại bắt đầu quay trở lại cái câu chuyện là gì bên này là hỗ trợ thì nó sẽ quay trở về ở bên này sẽ trở thành những vùng kháng cự kỹ thuật của cổ phiếu VGS ở trong tuần chúng ta có nói đến điểm 333.5 kỳ vọng sẽ phục hồi về vùng 36 thì các anh chị để ý thấy là phiên giao dịch ngày 11 nó test khá là tốt phục hồi lên được vùng 35.2 À, lừng khừng lừng khừng ở đây và đến phiên giao dịch ngày 14 thì nó cũng bị mất tay chung với cả thị trường phiên ngày 15 thì lừng khừng à, test loanh quanh à vẫn bị giảm vẫn bị giảm một ít bởi vì à, nến đóng cửa là vùng 32 chấm mấy mà 32.1 mà đóng cửa vùng 31 một giảm 1.000 đồng một cổ phiếu anh chị nó nhìn thế thôi nó vẫn bị giảm thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở loanh quanh ở vùng 30.5 nó bắt đầu có diện, bắt đầu có xu hướng gọi là gì à, sọc lo sọc đó nói, nói nói chung là bắt đầu bắt đầu xương ngập ngừng ấy. đó thì như vậy là chúng ta sẽ dự báo ở tuần tới ở quanh biên 30, 30 cộng trừ 0.5. Sẽ là biên tích lũy của cổ phiếu VGS tích lũy thành công ở vùng này. Mục tiêu sẽ hướng lại vùng 33 đến khoảng quanh vùng 33.5. nhóm ngành mùng sẽ đi phân tích cho các anh chị tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với cây của bất động sản dân cư ở trong tuần vừa qua thì nó tích lũy và phiên giao dịch của ngày 14 15 thì nó cũng chỉnh chung với cả thị trường. Nhưng với cách uh, thức vận hành như thế này thì đánh giá rằng khả năng trong tuần tới, khả năng trong tuần tới thì bất động sản dân cư sẽ quay trở lại xu hướng tăng và phục hồi. Ở à, các anh chị nhá. Sell ở vùng 14.8 đến vùng 15. Đây nó test cả tuần luôn và đến phiên giao dịch ngày 14 thì nó không chịu được áp lực của phiên ATC nó lớn quá. Nó gãy vùng 14.8, vùng 14.8 bị gãy thì đây rồi, vùng 14 14.2 cái nến này không phải đâu. Các anh chị nhá, đây là cái nến nào? sau đó tuần tới ở quanh vùng 14 đến vùng 14.2 thì chúng ta lại tiếp tục đánh giá xu hướng của cổ phiếu. Hà Đô ở đây thì chúng ta phân tích vùng 27.8 đến khoảng quanh vùng 28 các anh chị nhá. Thì phiên giao dịch ngày 11 nó test này nó bật lên này, rồi đến phiên giao dịch ngày 12, 13 nó test này rồi nó bật lên này. Đó và target cái tuần của Hà Đô thì đâu đó dự kiến ở quanh vùng 29 thì lên được vùng 28.85 rồi và nó không đủ động lực thì nó quay trở lại nó sọc với cách thức uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì hơi tiếc một chút xíu về bản chất là cây nến từ 13 đến 14 giờ khá là hay rồi nhưng cây nến từ 14 đến 15 thì lại hỏng và do đó với cái cách thức này thì có thể là gì nhưng đã có phân tích rồi kỳ vọng cây của bất động sản khu uh, dân cư tuần tới sẽ phục hồi như vậy uh, Hà Đô ở vùng 27 đến khoảng vùng 27.2 dự kiến tuần tới sẽ test tích lũy mục tiêu sẽ ở khoảng quanh vùng 28.5 đến khoảng quanh vùng 28.7 <laughs> cổ phiếu HDC ở trong tuần chúng ta phân tích dự kiến ở điểm 25.3 target tuần thì ở đây nó có cái vùng cản chéo 26.5, 26.7 đây nhưng không có đạt được nó chỉ lên được khoảng quanh vùng 26.3 thôi thì nó lại bắt đầu nó sọc và phiên ngày hôm nay thì cũng một phiên tương đối mất tay đặc biệt là cây nến uh, uh, kết thúc phiên nó phá vỡ mất cái 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 nỗ lực đúng anh chị cái nỗ lực phục hồi của cây nến từ 13 đến 14 giờ với một cái nến sọc khá là mạnh về vùng 24.5 với cách thức hiện tại như thế này thì chúng ta phải dự báo điều gì? À, tuần tới à, chúng ta phải tính toán đến những cái điểm ở khoảng quanh vùng 23.8 đến khoảng vùng 24. Khả năng về đến đây <laughs> hoặc hoặc là trên vùng 24 một tí là vùng 24.2. Thì khả năng là về đến đây thì như vậy là gì? Cổ phiếu nó mới cân bằng trở lại được. Chứ còn với cái cách thức của điểm đóng đến ATC như thế này thì nó cũng đang khá là mất tay. Nam Long NLG ở đây chúng ta trong tuần chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 39 39.2 xét về kỹ thuật thì nó tích lũy được 3 phiên và cây nến kết thúc phiên của phiên giao giao, giao dịch ngày 14 ấy, các chị thì khi đó nó mới bị nó bị thủng qua vùng 39 và khi vùng 39 bị thùng này thì nó sẽ lùi lại ở đây vùng 37 37.5 ờ, phiên ngày hôm nay thì đã có ba cây nến giờ nó test về đến vùng 37.3 phục hồi 37.4 các chị phục hồi lên rồi lại xoạc rồi lại test lại xoạc như vậy tuần tới thôi tuần tới thì khả năng vẫn là 37 37.3 đây sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của Nam Long kỳ vọng tỷ lệ thành công thì mục tiêu lại quay trở lại vùng 39 đến khoảng vùng 39.2 cổ phiếu KDH ở trong tuần vừa qua chúng ta phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở tuần ở vùng 33.2 đến vùng 33.4 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi xét về kỹ thuật thì thậm chí là trong phiên giao dịch ngày 14 thì như vậy là gì À, em này em vẫn còn giữ được cái vùng 33.2 và đến phiên giao dịch ngày 15 thì nó mới hợp mở gáp nó rơi. À, mở gáp nó rơi nhưng mà chỉ có ba cây nến giờ đầu phiên thôi chứ còn hai cây nến giờ kết thúc phiên thì như vậy nó lại khá là tích cực quay trở lại rồi. Vùng 31.8 đến vùng 32 nó đã có đến ba cây nến giờ các anh chị cứ mỗi lần test về đây thì nó phục hồi và đặc biệt là lực cầu bắt ở cây nến kết thúc phiên của KDH khá là đẹp do đó tuần tới thì khả năng nếu có thì nó sẽ có hai cái vùng chỉnh cung dự kiến một là nó test về vùng 32.4 hai là nó test về vùng 32.2 khả năng nó sẽ test về đây bởi vì đây là lực kéo ở phiên ATC cho nên dẫn đến cái câu chuyện là nó bách bách áp lại một phần cái 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 gáp này nó là hoàn toàn bình thường đó và test được thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn ở đây thì có vùng 33.4 đến khoảng quanh vùng 33.6 33, đây các anh chị này đây là hỗ đây là cái vùng hỗ trợ thì trong quá trình phục hồi trở lại đây thì nó sẽ trở thành vùng cản đúng không ạ bởi vì khi đó thì các anh chị bắt ở bên này chắc khi phục hồi bên này mang hàng đã bán cái câu chuyện nó là như vậy cổ phiếu đạt phương trong tuần chúng ta phân tích cái điểm 51.5 đến vùng 52 test và cả 55 xét về xu hướng chung thì kết tuần lại về vùng 52 đó và trong tuần thì có những cái điểm test lại vùng 51 như vậy tuần tới thì khoảng quanh vùng 51 các anh chị nhé 51 đến khoảng quanh 52 nói chung là 51 cộng trừ à, kỳ vọng nó test đi thành công thì mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn để đạt phương vẫn có thể hoàn toàn có thể quay trở lại ở à, target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 55 DG trong tuần cũng khá là mất tay, hàng mất tay các anh chị, tích lũy như thế này thì chán ghê, Vùng 20.5, 20.7 tích được phiên giao dịch ngày 11, ngày 12, 13, 14 Kết thúc phiên ngày 14 thì bị cây ATC đẩy Vì cái đẩy của ATC cho nên đến phiên giao dịch ngày hôm nay này Nó lùi khá là sâu và như vậy 19.6, 19.8 Các anh chị nhớ tuần tới khả năng sẽ lừng khừng loanh quanh ở đây Và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm các cái tín hiệu đảo pha, đảo chiều xu hướng test tích lũy và đảo long thành công thì chúng ta dự kiến cản kỹ thuật 21 Đất xanh trong tuần vừa qua thì chủ đạo à, tích lũy, như chúng ta đã có phân tích rồi. Khả năng với cái đà hiện tại của đất xanh như thế này thì nó sẽ test về đến vùng 16.16.2. À, có điểm 15.8 rồi lại phục hồi 16, rồi bật lên 16.5 rồi lại test lại 16. Phiên ngày hôm nay thì cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ khá là tốt, tuy nhiên cây nến giờ kết thúc phiên thì hơi đuối. Nó lại phải lùi lại vùng 16.15 do đó tuần tới thì khả năng rồi 15.75 đến 16 tiếp tục test. Tích cực thành công và đảo long được thì như vậy là lại vùng 17, 17.2 cổ phiếu PDR ở đây chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật vùng 21 phiên ngày 11 thủng và đến phiên ngày 13 thì nó test lại vùng 20.6 đây này. và cây nến giờ kết thúc của phiên ngày 14 thì chung cả thị trường thôi đấy là một cây nến ép rất là mạnh trong cây ATC thủng 20.6 cho nên nó sẽ cần phải lùi lại 19.5 đến vùng 19.8 Um, hai cây nến từ uh, cây nến buổi sáng nó rút chân khá là tốt, cây nến giờ đầu phiên thì cực tốt nhưng cây nến giờ kết thúc phiên thì cực xấu. <laughs> một lo một sọc này nó hỏng hết, hỏng hết bánh kẹo. Tuần tới lại thôi, 19.5 19.8 các anh chị. Loanh quanh lại đây thôi, nó vẫn phải tích lũy thêm. Uh, tích lũy đủ lớn uh, và lực cầu đủ uh, ok thì như vậy là chúng ta sẽ hướng lại vùng cả cái thuật 21.2. Novaland ở trong tuần nó cũng đã có những cái xu hướng phục hồi, à, cố gắng phục hồi khá là tốt ở những cây nến đầu tuần đúng không ạ? Nhưng à, phiên ngày 15 thì hơi đuối. Ở đây chúng ta có vùng 10.5 này, 10.6 là hỗ trợ các anh chị nhá. Thì phiên giao dịch ngày 11, 12 à, test hỗ trợ phiên ngày 13 phục hồi nhưng ngày 14 ngày 15 lại xịt và đặc biệt là cây nến giờ kết thúc vào phiên ngày hôm nay. À, Novaland bị thủng 10.5 cho nên tuần tới 10.3 cần lại cộng trừ 0.2. À lại tích lũy thôi và tích lũy đủ lớn thì như vậy là vùng 11, 11.1 đến vùng 11.2. À, tiếp tục sẽ là tác kỹ thuật à, cho nhịp đánh này. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì à, nhóm ngành chứng khoán cũng đã có cái sự phục hồi tích cực ở trong phiên giao dịch của ngày 11 12. À tuy nhiên đến phiên giao dịch ngày 14 và đặc biệt là cây đến giờ kết thúc phiên ATC trong phiên giao dịch ngày 14, nhóm ngành chứng khoán bị bán khá là mạnh, điều đó nó đã tác động tiêu cực à, lan sang đến phiên giao dịch của ngày 15 và nhìn chung thì ở trong thời điểm ngắn hạn thì hùng thấy rằng là nhóm ngành chứng khoán cũng bắt đầu về đến những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh và vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh này thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở trong tuần giao dịch tiếp theo chính là tuần từ phiên giao dịch ngày 18 tháng 11 thì nhóm ngành chứng khoán có khả năng có khả năng với các anh chị nhá còn có tạo đáy được hay không thì cái này chúng ta phải chờ thêm cái tín hiệu phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba và hùng dự báo sớm là khả năng nhóm ngành chứng khoán sẽ tạo đáy ở trong tuần tới và tạo đáy xong tích lũy chỉnh cung xong thì như vậy à, sẽ bắt đầu bước vào một cái trend xu hướng phục hồi ngắn và khi thị trường hồi thì bao giờ cũng như vậy nhóm ngành chứng khoán phải là nhóm chạy đầu tiên rồi sau đó nó mới dích rác sang cổ phiếu trụ rồi sau đó nó mới dích rác sang cổ phiếu banh rồi nó mới dích rác sang một số các cái cổ phiếu của các nhóm ngành phụ anh chị lưu ý là như vậy cổ phiếu VCI ở trong tuần chúng ta có phân tích vùng 34.334.5 hỗ trợ này bật lên rồi bắt đầu quay trở lại test vì uh, như ông đã phân tích rồi phiên ngày 14 là phiên thủng chung anh chị nhé hùng không nhấn mạnh lại cái việc này nữa và như vậy thì uh, đến phiên giao dịch ngày 15 chúng ta thấy rằng ba cây nến giờ uh, đang test khá là tích cực ở quanh vùng 32 do đó tuần tới vùng 31.5 đến vùng 32 kỳ vọng sẽ là vùng cân bằng của cổ phiếu VCI cản ngắn ở vùng 33.5 đến khoảng quanh vùng 33.7 ATM ở trong tuần chúng ta phân tích điểm 28.8 đến khoảng vùng 29 đấy các anh chị nhé Thì nó mất này rồi nó phục hồi lên rồi nó lại mất Và khi cái điểm nhìn chung khi cái điểm 28.8 nó bị thất bại Thì đó là một tín hiệu kỹ thuật khá là xấu và ATM bắt đầu à, Bắt đầu có những cái tín hiệu sọc từ vùng 28.8 và đến thời điểm hiện tại thì đang lùi sát đến vùng 26 Tuần tới vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 dự kiến sẽ là biên cân bằng à, Test đi thành công mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn lại vùng 28 đến vùng 28.2 SSI ở trong tuần chúng ta phân tích điểm 25.8 đến vùng 26 các anh chị nhìn thấy đây nhá thủng qua này rồi nó cố lấy lại và nó lại tiếp tục thủng qua và khi mà nó không thể tiếp tục lấy lại được vùng 25.8 thì như thế này các anh chị cũng nhìn thấy rồi đây là một cái lực sọc rất là mạnh thông thường như vậy bởi vì cái vùng 25.8 là cái vùng đệm kỹ thuật cực kỳ quan trọng từ phiên giao dịch của ngày 4 tháng 11 và khi cái điểm này bị bị gãy đúng không ạ thì nó sẽ gây ra một cái tâm lý hoặc là một cái áp lực bán lên thị trường cũng như cổ phiếu thì ở trong tuần tới à chúng ta sẽ tập trung uh, quan sát tiếp tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 25.23.5 đến vùng 23.7. Kỳ vọng ở đây sẽ là biên cân bằng và tích lũy thành công, mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn 25.5 đến khoảng quanh vùng 25.8. Cổ phiếu VND trong tuần chúng ta phân tích điểm 14.5 đến 14.6 là vùng hỗ trợ kỹ thuật. À về lý thuyết thì nó tích lũy được ở phiên giao dịch ngày 11 và ngày phiên giao dịch ngày 12. Thì như vậy là cổ phiếu VND của chúng ta bắt đầu bị bị mất tay ở vùng 14.5. Và khi vùng hỗ trợ kỹ thuật bị phá vùng 14.5 bị phá thì đợ, thì nó sẽ lùi về vùng 14.2 và các anh chị để ý đây là khi đến vùng 14.2 nhé thì nó bắt đầu này, nó kéo này kéo lên này kéo lên này kéo lên này kéo lên và chỉ có đến bắt đầu phiên giao dịch ngày 4, mất 14 mất 14.2 thì như vậy ở đây thì chúng ta phải tiếp tục lùi về vùng 3.5 đến khoảng vùng 3.6 ở phiên ngày 15 thì nó có điểm long để nó sọc Tuy nhiên cái đến giờ kết thúc phiên lại điểm đóng nến sau nhất phiên Do đó thì vùng 13 5 13 6 tuần tới kỳ vọng test đi thành công Thì trong thời điểm ngắn hạn khi mà cổ phiếu quay trở lại phục hồi thì vùng 14.2 14.3 nó sẽ trở thành biên cản ngắn. Cổ phiếu FTS ở trong tuần chúng ta phân tích cái điểm chỉnh một ở quanh vùng 42.5 và điểm chỉnh 2 vùng 4.8 đến vùng 42 thì các anh chị nhìn thấy là ở phiên <laughs> ở những cái phiên giao dịch đầu tuần đó, ở đây vùng 42.5 các anh chị nhá. Đó thì nó phục hồi. Và target tuần ở vùng 44.5 thì nó đã lên được khoảng quanh ở đây. Đây chắc khoảng tầm vùng 40 uh, 43 chấm mấy uh, 44 44.2. Còn 0.3 nữa là nó sẽ hoàn thành được cái target tuần ở vùng 4.5 và sau đó nó sọc. Nó sọc thì nó lại gặp lại vùng 41.842 thì nó lại hồi long và 14 phiên 14 thì như vậy chúng ta bị mất, bị gãy. <laughs> hiện tại thì đối với tín hiệu đóng nến tuần, như vậy là FTS sẽ lùi về vùng 40.5 và đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật cũng khá là quan trọng. Từ phiên từ từ những phiên giao dịch của tháng 10, sau đó thì đến phiên giao dịch ngày 4 tháng 11 và hiện tại thì phiên 15 tháng 11 có thời điểm thủng qua 40 nhưng mà lại hồi lên với cách thức vận hành hiện tại như này thì có thể là tuần tới ở khoảng quanh vùng 40 các anh chị nhé 40 40 39 56 đến khoảng quanh vùng 40 đây sẽ dự kiến sẽ là biên cân bằng cổ phiếu FTS khả năng khi về đến đây thì lực cầu bắt đáy của nhà đầu tư nó cũng sẽ bắt đầu nó tăng lên và test thành công thì mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn FTS có thể về ở khoảng quanh vùng 42 SHS ở trong tuần thì nhìn chung không có nhiều, uh, quá nhiều các động lực Nhưng cũng đã có phân tích ở đây, vùng 14, 14.2 khả năng sẽ là biến tích lũy Và khi mà cổ phiếu bị mất ở vùng 14 thì như vậy là gì uh, SHS cũng đã có một cái lực sọc tương đối là mạnh Và thời điểm hiện tại sẽ đến, uh, tuần tới thì chắc chắn nó sẽ lùi về vùng 13 Và tại vùng 13 này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm Trong trường hợp mà tích lũy thành công được ở vùng 13 thì nó sẽ bật long Và các cái điểm đảo long đó thì như vậy là nó sẽ về lại đến Ở khoảng quanh vùng 13.8 đến khoảng vùng 14 Tuy nhiên trong trường hợp nếu như SSS bị thủng ở vùng 13 thì như vậy cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của SSS sẽ ở khoảng vùng 12 à, 12.5 đến khoảng quanh vùng 12.6 Cổ phiếu VX ở trong tuần cũng tương đối là mất tay khi mà các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này cũng bị phá vỡ ở vùng 10.5 đến vùng 10.6 nó có cái biên hỗ trợ thuật ở phiên giao dịch 4 tháng 11 và đến đây thì như vậy nó tích lũy ở phiên giao dịch ngày 11 12 và đến phiên giao dịch 12 thì như vậy VX bị thất bại. À, các anh chị VX bị thất bại ở vùng 10.5 và khi vùng hỗ trợ thuật quan trọng bị gãy thì như vậy là VX đang à, phải lùi và chịu áp lực chỉnh cũng tương đối là sâu. Thì ở đây thì VX chúng ta thấy rằng là nó sẽ có các cái điểm à, quanh vùng 9.5 đến vùng 9.6 ở tuần tới. À chúng ta sẽ quan sát thêm và tại đây thì Hùng cũng sẽ phải cần tín hiệu nến để hùng đánh giá. Ví dụ trong trường hợp mà nó tích lũy được, có thể là nó sẽ có những điểm nhún về vùng 9.4, 9.4 9.5 9.6, có thể là nó lanh quanh ở quanh cái điểm nến này. Đó, thì khi mà chúng ta có được những cái tín hiệu nến ở quanh vùng này thì chúng ta mới tiếp tục đánh giá. Đó, trong trường hợp nó tích lũy thành công và nó đảo nó được thì như vậy là chúng ta sẽ có vùng 10.5 đến vùng 10.6. Nhưng trong trường hợp mà à, cổ phiếu không tích lũy được ở trên vùng 9.4 cộng thì như vậy là gì có thể VH sẽ tiếp tục lùi về khoảng quanh vùng 9 bởi vì khi cổ phiếu chỉnh cung á, thì các anh chị à, nó sẽ không biết đến đâu nó nó đến đâu nó dừng đâu các anh chị nên là chúng ta cứ từ từ à, bắt đáy thì cứ từ từ đúng không ạ chúng ta bắt từng cái vị thế nhỏ để chúng ta thăm dò thôi chúng ta không thể làm ổ ạt được agr trong tuần cũng khá là mất tay các anh chị liên tục các cái cây, cây nến đẩy ở trong atc và đó là những cây nến chỉnh giảm rất là mạnh thì trong tuần chúng ta có phân tích dự báo à, các điểm chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 10 10 17 9 đến khoảng quanh vùng 18 thì xét về kỹ thuật là đến phiên giao dịch của ngày 12 vẫn đang ok nhưng mà sang phiên 13 thì nó mở gáp ở đây các anh chị này mở gáp giảm <laughs> mở gáp giảm và 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 mất cái điểm mười uh, 17 9 và khi điểm 17 9 bị mất thì các anh chị nhìn thấy đó uh, là một cái 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 sự cố rất là nghiêm trọng của cổ phiếu đúng không ạ tiếp tục gãy 17 4 và phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, sau những cái điểm uh, À, lưng hưng lưng lưng ở đây và cái nến ATC nó lại tiếp tục nó đạp nó toàn đạp ATC thì với cái cách thức vận hành như thế này thì chúng ta cũng chịu thôi chúng ta phải chờ thôi ở quanh vùng 16 cộng trừ 0.2 tuần tới khả năng sẽ về đến biên này và tại đây thì như vậy là chúng ta cũng sẽ tập trung à, để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng tích lũy chỉnh cung chỉnh nền của cổ phiếu VDS ở đây chúng ta cũng có các cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 19.3 à, đến vùng 19.5 thì nó tích được đến phiên giao dịch của ngày 14 đúng không anh chị cây đến giờ kết thúc phiên của ngày 14 khá là xấu nó tác động đến phiên giao dịch của ngày 15 và tiếp tục ATC tiếp tục đẩy do đó thì à, tuần tới VDS sẽ hướng về quanh vùng 17 và tại vùng 17 này thì cũng sẽ cần phải à, đánh giá à, các cái dữ liệu kỹ thuật ở tín hiệu xuyên tham trực tuyến để chúng ta xem thử xem là, à như vậy ở đây nó có các tín hiệu đảo chiều đảo pha không còn trong trường hợp nếu cổ phiếu thủng vùng 17 thì như vậy là chúng ta cần phải uh, tính toán được đến các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ORS ở trong tuần uh, chúng ta phân tích điểm chỉnh cung 1, 13.8, điểm chỉnh cung 2 ở vùng 3.4 đến vùng 3.5 Xét về tính kỹ thuật của nó thì như vậy là nó giữ được đến phiên giao dịch ngày 13 và uh, Cây nến giờ thứ hai của phiên giao dịch ngày 13 ORS bị thất bại ở vùng 3.4, vùng 3.4 bị thất bại thì nó sẽ lùi tiếp đến vùng 12.4 và điểm sâu hơn có thể hướng đến quanh vùng 12 các anh chị lưu ý và hiện tại đối với ORS thì Hùng cũng kỳ vọng là gì? Vùng 12 đến khoảng vùng 12.4 ở đây nó sẽ là vùng cân bằng của cổ phiếu. Các anh chị lưu ý nhá, vùng cân bằng của cổ phiếu. Và khi về đến đây thì chắc chắn rồi nó sẽ có những cây nến sọc, cây nến long, cây nến long, cây, lo, cây nến sọc và cái đan sen như vậy. À, gọi là quá trình sideways đi ngang để tích lũy chỉnh cung chỉnh nền, à, xây dựng đáy và à, trong quá trình đó thì ông sẽ đánh giá thêm và khả năng ở quanh vùng 12 12.4 các anh chị đang cầm ORS thì có thể bắt dần. cổ phiếu CTS ở trong tuần chúng ta cũng đã có phân tích những cái điểm chỉnh công kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 37.3 với mục tiêu ở đây thì chúng ta có thể hướng lại vùng 38 và điểm xa hơn sẽ là vùng 39. xét về bản chất của CTS thì CTS cũng là một mã cổ phiếu rất là mạnh rồi. Trong thời gian vừa qua CTS cũng đã đạt được những cái target kỹ thuật cực kỳ mạnh. Và trong tuần đúng không ạ? Các anh chị để ý thấy là khi mà cổ phiếu này bị thất bại ở vùng 37.3 sau đó nó tiếp tục bị thất bại ở vùng 36.5 thì như vậy là nó sẽ xuất hiện cái lực bán tương đối là mạnh ở đây và kết thúc nến cái nến atc thì như vậy là nó tiếp tục bị đạp do đó tuần tới thì chúng ta sẽ uh, quan sát tín hiệu nến ở quảng quanh vùng 33 3.5 khả năng khi mà về đây thì có thể là gì tạo lập họ sẽ bắt đầu họ tung tiền họ bắt hoặc là nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là một cái cách thức nào đó chúng ta phải nhìn nến thì chúng ta mới biết được chứ còn nếu mà như này thì về xu hướng vẫn đang là chỉnh đỏ các anh chị khi mà tín hiệu đường MACD của cổ phiếu này vẫn đang diện vẫn đang cắm xuống các anh chị nhá thì tích lý chỉnh cung chỉnh nền thành công thì trong cái quá trình phục hồi thì như vậy thôi vùng 36.5 đến khoảng à, xin lỗi nhà 35.5 đến khoảng quanh vùng 36 sẽ là vùng mà cổ phiếu nó sẽ quay trở lại phục hồi và đó sẽ là vùng cản cổ phiếu MBS ở trong tuần chúng ta phân tích điểm 28 6 28 4 à thì như vậy là phiên 11 chạm về đây nó bật long à, và đến phiên giao dịch ngày 13 thì thủng qua rồi nhưng nó vẫn cố gắng đấy về bản chất là nến đóng ngày ở trong phiên giao dịch à, ngày 14 ngày 14 thì nó tiếp tục gì cố gắng lấy lại vùng 28.4 à, tuy nhiên sau đó thì à, cây đến giờ kết thúc phiên tương đối là xấu à, nó bị bán khá là mạnh và vào phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là tiếp tục thủng qua vùng 27 hai cây nến giờ trong đó một cây phiên sáng một cây phiên chiều à, khá là tích cực nhưng cây nến giờ kết thúc phiên thì nhìn chung là lực à, nó bị bán chung với cả thị trường do đó đối với MBS ở trong tuần tới thì à, chúng ta thấy rằng là vùng 26 đến khoảng vùng 26.3 khả năng tuần tới đây sẽ là biên cân bằng của cổ phiếu ở à, chúng ta sẽ tập trung à, để chúng ta đánh giá thêm như vậy xét về à, danh mục à, cổ phiếu tuần thì như vậy ông sẽ tạm dừng à, tại đây và các anh chị lưu ý với tín hiệu nến kết tuần trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, chỉ số VNI của chúng ta bị thủng qua vùng 1.220 điểm với một cây nến đỏ đặc như này thì rất có thể tuần tới à, lực ép của thị trường nó sẽ tiếp tục à, dẫn đến cái câu chuyện là chỉ số VN chúng ta sẽ lùi đến lùi đến anh chị nhá chúng ta phải tính toán đến cái vùng 1205 đến vùng 1210 hoặc điểm sâu hơn sẽ là vùng 1200 và chúng ta có những cái mô típ nến uh, là các cái râu nến dưới dài và cái điểm đóng nến ngày sẽ là điểm cao nhất phiên đây thường gọi là những cái phiên tắt ao bắt cá và chúng ta sẽ chờ đợi thêm ở các cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần tới kết thúc một phiên giao dịch thì cũng sẽ có một cái bản view bộ ba tham số chung các anh chị chú ý đón xem bởi vì nó rất là quan trọng nó rất là quan trọng các anh chị nhé để giúp cho anh chị em ở chúng ta định lượng xem ở à, với tín hiệu kết phiên của ngày hôm nay thì nó tích cực hay là nó tiêu cực bản tin tuần này xin phép được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo.